Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Đặc biệt là mến chào các em thiếu nhi đang xem ngay tại bây giờ trên băng tần 57.7 với đài Little Saigon TV. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa gặp hai vị đại diện của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng, đó là em Linh và em Hà My. Chào hai em. Chào chị. Cảm ơn hai em đã đến với đài ngày hôm nay. Và đặc biệt là hai em đến để đại diện cho Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Yeah. Vậy thì em đã học ở trường này bao lâu rồi? Dạ, từ mẫu giáo tới lớp 5 là 6 năm rồi. Oh wow, là 6 năm rồi. Yeah. Và 6 năm nhưng mà em vẫn thích học, yeah, đúng không? Chứ vậy thì tới lớp mấy thì em không học nữa? Em nghĩ lớp 7, lớp 8, không, lớp 8. Dạ, yeah. Yeah. Chị thấy rất là hay là em đã giống như là ở Hoa Kỳ và học từ mẫu giáo tới lớp 5. Bây giờ chị nói chuyện như thế nào là em cũng trả lời được, đúng không? Vậy thì bây giờ chị sẽ cho em một cái thử thách là bây giờ em tự giới thiệu về trường Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng được không? Thì em để vậy, cái thêm từ cái thử thách là chị muốn nói với em là trường sẽ khai giảng chừng nào và có những lớp gì và học phí ra sao? Khai giảng sẽ là ngày 18 tháng 9 năm 2016 và ở trường có lớp mẫu giáo đến lớp 8 và lớp dành cho những bản xứ. Và cái học phí là bao nhiêu vậy em? Học phí cho một em trong một năm là 270 đồng. Và địa điểm của trường sẽ ở đâu nè? Địa điểm ở trường là trường Peters Elementary, địa chỉ là 13200 New Hope Street, Garden Grove, California 92843. Wow. Và đặc biệt là hình như Bảo Trân nghe nói là năm nay sẽ có những cái lớp mới phải không Linh? Đúng rồi chị, năm nay thì trường sẽ có lớp võ thuật. Và lớp võ thuật sẽ là mỗi ngày chủ nhật buổi chiều từ 3:45 cho tới 4:45, nhưng mà sẽ không học ngày đầu tháng và sẽ học phí của các em sẽ là 100 à, thưa chị. Và chị Bảo Trân thấy là đặc biệt là Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng sinh hoạt rất là nhiều với cộng đồng. Dạ đúng. Như là chẳng hạn như là cái chương trình Tết Trung Thu sắp đến đây. Dạ đúng chị. Thì là đúng ngày 10 tháng 9 ngay trước Thương xá Phước Lộc Thọ thì trường Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng sẽ cùng phối hợp với đài Little Saigon TV và dạ, có những cái tiết mục rất là hay. Ngoài ra cũng có là thi quốc phục. Dạ đúng, đúng rồi, thi quốc phục và tài năng chị. Thi quốc phục và tài năng. Vậy thì hai em có thể nói cho chị một chút về cái chương trình này không? Thì chương trình này sẽ đúng vào ngày 10 tháng 9. Và đúng là chị nói là có chương trình này và các em hãy nên tới và hãy ghi danh càng sớm càng tốt để mà tụi chị còn phải lo sắp xếp nữa, đúng không? Và thêm một điều nữa là trường Hồng Bàng sẽ có một buổi kể chuyện và chú Hằng. Nếu mà các em muốn nghe thì hãy tới nhé, tại vì sẽ rất là thú vị để mà biết cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Ok, vậy thì chị tính là hỏi em Hà My nè, tại vì em Hà My nhỏ hơn, chị muốn test cho em. Bây giờ em có biết cái câu chuyện của chú Cuội không? Em biết. Dạ biết, nhưng mà không kể. Dạ không. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là có thể là Bảo Trân nghe là ngay tại chương trình Tết Trung Thu sẽ có một cái tiết mục như là Linh nói là sẽ có một người, một cô giáo ngồi kể chuyện cho các em thiếu nhi nghe về câu chuyện của chú Cuội. Bảo Trân thấy là đây là một cái điều rất là hay và cái tiết mục này rất là đặc biệt. Phải cảm ơn là Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng đã dựng lên tiết mục này. Tại vì có rất là nhiều em người Việt Nam gốc Việt sinh ra tại Hoa Kỳ và không có biết nhiều về Tết Trung Thu. Cho nên là qua những cái chương trình sinh hoạt như vậy đó thì các em có thể có một những cái kỷ niệm tuổi thơ. Dạ, đúng. Riêng Bảo Trân á, thì Bảo Trân cũng là sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ cho nên là chưa bao giờ được giống như là ăn Tết Trung Thu hay ăn Tết ở Việt Nam. Cho nên là qua những cái chương trình như vậy Bảo Trân mới có những cái kỷ niệm. Nhưng mà thôi bây giờ chị Bảo Trân muốn hỏi hai em là kỷ niệm tốt đẹp nhất của hai em về Tết Trung Thu là gì? Hà My muốn nói trước không? Em thích mấy cái lồng đèn. Thích lồng đèn hả? Rồi sao nữa? Rồi thích ăn bánh trung thu không? Dạ, em thích ăn bánh trung thu, bánh tét và... đúng rồi. Với lại bánh gì? Bánh dẻo.
Ờ, nhưng mà bánh trung thu mang được thập cẩm hay là chỉ ăn đậu xanh thôi? Thế đang thích ở trong đó nó em thích đậu xanh. Đậu xanh, giống trẻ, thích đậu xanh, chỉ thích đậu xanh. Ồ, đặc biệt là ngày hôm đó ngay tại Thương Sáng Phước Thọ với cái chương trình Tết Trung Thu đó sẽ có thi ăn bếp ăn bánh, bánh Tết Trung Thu. Ngày đó em nghĩ là em có tới thi được không? Dạ không. Phải ăn nhiều lắm á. Thì ngày đó thì những người những chị Hằng và chú Cuội trên sân khấu sẽ chọn những người khán giả mời mọi người lên sân khấu và cho thi ăn bánh Tết Trung Thu và người mà ăn nhiều nhất thì được một món quà đặc biệt, no bụng nhất, cũng như là có thể là những có những cái món quà đặc biệt. Và như là nếu mà em thích rước đèn nè thì tối hôm đó sẽ có tiết mục rước đèn luôn. Cho nên là mỗi em ở Thương Xá Phước Lộc Thọ sẽ đi một vòng quanh và thắp đèn lên và rước đèn tháng 8. Thì đó là một cái điều mà có thể mang đến những cái sự kỷ niệm hay cho các em thiếu nhi. Và còn Linh thì sao? Linh có những kỷ niệm gì về Tết Trung Thu? Em nhớ thì lúc mà còn hồi nhỏ thì được ở bên Việt Nam và có đón Tết Trung Thu một lần. Và cái lồng đèn nó không có giống như vậy, nó là một lồng đèn màu đỏ, nó sung cái bao của nó là đỏ hết mà lúc mà mình thắp đèn ở trong thì rất là đẹp và đi vòng vòng chơi ở trong xóm thì rất là vui. Đơn giản nhưng mà lại rất là vui, thì em nhớ cái kỷ niệm đó nhất. Wow. Vậy thì có thể là Linh có thể ra tiết mục là xếp làm mấy cái lồng đèn ra cho các em thiếu nhi ở đây có thể có những cái kỷ niệm đó. Đặc biệt em là giống như là teacher's assistant của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng, đúng không? Đúng rồi chị. Cho nên là hy vọng là em có thể giúp cho các em truyền lại những cái văn hóa đó cho các em thiếu nhi bây giờ đang học ở Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Và hồi nãy giờ thì Bảo Trân biết là có rất là nhiều em gọi vào, nhưng mà tại vì muốn giới thiệu thêm về cái chương trình Tết Trung Thu, nhưng mà trước khi ra đi thì hay bi mình nói chuyện với thêm một em nữa nha. Một em đi. Thế chị. Em này hồi nãy giờ đợi lâu quá, thấy tội quá. Đây là chương trình Thế Hệ Trẻ. Chào em tên gì? Dạ, Ethan. Ethan. Ethan mấy tuổi? Dạ, 6 tuổi. Ethan 6 tuổi. Và Ethan có muốn hát hay là đọc thơ hay kể chuyện gì không? Hát, dạ hát. Hát hả? Ethan muốn hát bài gì? Ba thương con. Ba thương con. Ok. Bây giờ chị yêu cầu là mọi người ở trong đây phải múa theo Ethan, ca sĩ Ethan, ok? Ok, ok. Rồi, mời Ethan hát. Mẹ thương con nhắm mẹ, mẹ thương con nhắm ba, cả nhà ta, mẹ thương yêu nhau. Ra là nhau, vì nhau là cười. Yeah! Hay quá, rất là dễ thương. Ethan ơi, bây giờ chị hỏi em thêm một vài câu hỏi được không Ethan? Dạ. Ba có thương con không? Dạ. Tại sao ba thương con? Tại vì con ngoan đúng không con? Vì con giống ai? Ba thương con vì con giống ba. Cũng thực tế lắm. Còn mẹ thương con vì sao? Tại sao mẹ thương con? Tại con giống ai? Ba. Ba thương con vì con giống ba và mẹ thương con vì con cũng giống ba. Ok, thank you Ethan. Và chị Bảo Trân mời em Ethan đến đài Lưu Sài Gòn TV để pick up món quà nha. Dạ. Ok. Vâng, thưa quý vị, cho dù là Bảo Trân thấy còn có các em ở trên đầu dây đang chờ đợi, nhưng mà chương trình đã có giới hạn. Và Bảo Trân xin lỗi, em đang ngồi ở nhà đang gọi vào. Tuần sau thì Bảo Trân sẽ không có mặt ngay tại studio. Bảo Trân sẽ đi xa cho nên là sẽ không có làm cái chương trình này live. Bảo Trân sẽ thâu trước. Cho nên là tuần sau thì các em cũng không gọi vô được. Nhưng mà các em hãy bỏ lên lịch mình trước, bỏ lên cái calendar và nhớ là tuần sau đó thì Bảo Trân sẽ trở lại với chương trình Thế Hệ Trẻ. Và các em có thể gọi vào live để nhận được những cái
cho món quà. Một lần nữa cảm ơn Linh và Hà My đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, tụi em cảm ơn chị đã có trường Hồng Bàng lên đây để giới thiệu hơn về trường và về thêm về Tết Trung Thu nha chị. Dạ vâng, cảm ơn em. À, vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế hệ trẻ. Bye bye, chào các em. Bye bye.